Xin chào mọi người đến với công ty nhạc cụ Hồng Nhung. Hôm qua thì mình bên công ty mình mới về thêm hai con piano nữa upright, có các dòng Yamaha U3H và các đời cao khác nhau, có cao quay và các dòng lạc dòng Mỹ của Hàn Quốc nữa, và không cũng có một em cao quay rất là đỉnh cao, giá tầm hơn 1 tỷ đó. Mình xin giới thiệu với cả nhà đó, cây này chắc cả nhà mới thấy ở trên TV thôi. Đó, mình review cây này sơ sơ cho anh em coi nha. Và hôm qua mình mới về rất là nhiều hàng. Đó, cả kho piano upright luôn. Nên anh em cần thiết thì cứ inbox cho mình nha. Đó, mình đang ở công ty. Đây, đó, đây cả một trời luôn. Đó, cái dòng Atlas Diapason Rosen, các Yamaha, Kawai, rất là nhiều loại. Đó. Mình review sơ sơ cái kho cho anh em biết là nó nhiều cỡ nào. Mình chuyên bỏ sỉ và lẻ toàn quốc cho anh em nha. Đó, bây giờ anh em đi theo mình nha, mình quay sơ sơ cho nghe các âm thanh. Đây có cái phần quanh đây. Yamaha. Đó, mình đang kho đó. Rất là nhiều. Số lượng đèn rất là nhiều nha. Kho này là như bên Nhật vậy nhá. Đây Yamaha U3. Đây là tất cả các mẫu sản phẩm Yamaha U3H, U3E, U1 này nữa nha. Đó đây. U1F. Do đây thì rất là nhiều đèn cho anh em sử dụng nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài mình quay lại cây cao qua cho anh em coi. Hàng rất là nhiều. Rồi bây giờ rồi các cái